máy cắt cỏ Trung Quốc mọi người nhé, máy cắt cỏ Trung Quốc, nhưng mà hiệu quả thì cũng khá là cao. Cắt những cây cỏ lớn và đây anh em có thể thấy là nó khá là sạch sẽ rồi. Cắt này phải có nghệ thuật. Kia có một vài cái cọc tre nên là rất khó cắt. Đây thì có một số cái cọc bê tông mọi người ạ. Khá là bén mọi người. Hiện tại thì mình sẽ dừng cắt cỏ tại đây. Xin chào các bạn nhé. Và hẹn gặp lại các bạn trong video clip lần sau.